trải về xanh, rải hầu trực tiếp vô luôn á, rải hầu trực tiếp vô luôn á, à, lên như đám rừng, à. Chào các bạn, nay mới nhậu mấy cái cải lớn ăn hết rồi, nay gieo hạt giống lại, quay lại cho mọi người coi. Thì cái này là mình gieo trực tiếp vô luôn. Nhiều bạn thấy thắc mắc hỏi mình nó gieo thì có sợ bị tro hạt giống hay bị gì không, mình thấy thì chắc cũng có bị á, nhưng mà chắc phần thôi, đa số là hạt giống là lên không. Rồi đây là bịch hạt giống của mình, đây mình trồng cải đi. Cải để xanh nha. Xanh thì đơn giản thôi, rải vô thôi, không mình rải thành từng hàng á, hàng ví dụ như rải đây hàng, cái đây hàng cách cả 2 tấc vậy, 2 tấc các bạn rải hàng ha. Về tới cái chậu bên này cũng vậy thôi, để mình lấy ra như đây nè đó. Lần cả cũng như đây, rồi vậy thôi, mốt là lên như đám rừng luôn. Tại cái này mình gieo vậy là một chậu tới ít nhất cũng phải cả 100 cây á, không nhiều lắm. Rồi thôi quay vậy thôi, rồi xin chào các bạn ha.